Hey guys, welcome back to my video. In this video, I will show you how to create moving animation in Maps by using Filmora 9. Yes. Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ làm video giới thiệu hướng dẫn cho anh em cách tạo hiệu ứng di chuyển trên bản đồ bằng phần mềm Filmora 9. Ok, let's go. Ok, xin chào mọi người. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm cái hiệu ứng di chuyển đường track trên bản đồ để chúng ta có thể chèn vào các video du lịch hoặc là video hướng dẫn các cái lộ trình di chuyển của mọi người. Ok, rất là thú vị. Ok, let's go. Bước đầu tiên là chúng ta phải tìm được cái bản đồ của chúng ta, đúng không? Còn đó thì chúng ta sẽ vào Google Maps. Ok, bây giờ mình sẽ vào Google Maps để tìm cái bản đồ. Đấy, chúng ta sẽ zoom out cái bản đồ này ra. Chúng ta có chọn một cái vị trí nào để phù hợp. Nhưng mình sẽ chọn như này đi, bên này. Chọn châu Âu đi, đến châu Âu đúng không nhỉ? Ok. Không. Ok, mình sẽ chọn đến đây nhá. Đấy, chúng ta sẽ dùng công cụ chụp ảnh màn hình để chúng ta sẽ lưu được cái bản đồ này. Ok, chúng ta vào find, chọn tìm kiếm snip, gõ snipping tool. Đây, chỗ này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn new. Chúng ta có thể cắt cái bản đồ này, kéo cắt cái bản đồ này. Ok, đấy. Chúng ta sẽ lưu map. Đây mình đã lưu ở đây rồi. Maps đây rồi. Gọi là map no line đi. Lần trước có cái hình ảnh đường chúng ta ấy. Ok. Và sau đó chúng ta hãy động lại. Chúng ta sẽ mở cái hình ảnh mà chúng ta vừa lưu về này ra. Mở paint. Ok, chúng ta sẽ đặt điểm đi và điểm đen của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn màu đỏ nhé. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn điểm đi và điểm đến. Thì ví dụ như mình đi bắt đầu từ chỗ này đi. Đấy, mình sẽ đi 3 điểm. Chỗ này đi đến Nigeria. Ok, và cuối cùng đến Nigeria. Đấy. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ đường line. Lại thì chúng ta sẽ chọn công cụ này để bắt đầu từ đây, sau đó mới từ đây đến đây, từ đây đến đây, thế nhá. Sau đó chúng ta sẽ save as thêm một bản map có line, map with line. Okay. Tiếp theo chúng ta sẽ vào Filmora và import tất cả cái máy vào đây. Ok. Xong, chúng ta sẽ kéo nó xuống đây. Các bạn lưu ý là hai cái này phải bằng nhau nhé. Chúng ta sẽ kéo nó dài, cho hai cái và kéo dài là bằng nhau. Kéo ra một xíu này đi. Ok, và sau đó ta bỏ cái có đường line vào xuống đây. Cái map có đường line phải bỏ vào phía sau. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ chọn hiệu ứng. Chúng ta sẽ chọn hiệu ứng Erase. Erase, chọn Include, chọn Erase. Ok, sẽ chọn Erase Light.
để xóa toàn bộ ấy. Clean erase. Chúng ta sẽ chọn cái này, có hai cái loại erase mà chúng ta sẽ chọn cái này. Chúng ta sẽ chọn cái này và bỏ vào đây, kéo xuống bỏ vào đây nhé. Ok, chúng ta sẽ kéo sang đến tầng sau này là sau này luôn. Ok, bây giờ chúng ta xem. Đấy, chúng ta đã bắt đầu thấy đường. Ok, thấy chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta xong bước 1. Chúng ta export cái video này là The Maps 1 Export. Ok, wait a second. Ok, đã xong. Sau đó thì mình được cái video này. Video import nó vào một lúc video mình vừa export xong đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ xem nó chạy. Ok chưa? Như vậy là gần ok đấy. Chúng ta sẽ kéo xuống đây, bỏ phần lúc này đi. Ok, kiểm tra một lần nữa. Ok, như vậy là đó, thấy cái lộ trình đường di chuyển. Đấy. À, chúng ta sẽ tiến hành cắt bỏ phần đầu hơi dài thừa, không cần thiết đúng không ạ? Ta chọn phần đầu thì cắt. Ok, chỗ tiền đấy bấm cắt, chúng ta xóa nó đi, bấm nút delete. Ok, ta chọn điểm kết thúc và cũng xóa phần thừa phía sau. Sau chúng ta để dài thêm một tí. Ok, chúng ta sẽ cắt. Ok, delete. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo hiệu ứng cho nó. Bây giờ thì chúng ta sẽ ở đây thì đây xuất hiện, bắt đầu xuất hiện. Bắt đầu xuất hiện hành trình này, chúng ta thấy không ạ? Ok, chúng ta sẽ cắt ở đây. Đấy, xuất hiện hành trình đó. Chúng ta cắt bớt ở đây. Okay, chúng ta chuột phải và chọn crop and zoom. Vì bản đồ này có chọn có cái phần ngoài phần rìa này thì mình muốn tập trung vào cái điểm bắt đầu của chúng ta thì chúng ta chọn pan and zoom ở đấy. Thì trong giao diện này chúng ta sẽ ô có ô start và ô end, tức là màn hình khởi đầu và màn hình kết thúc. Thì chúng ta sẽ chọn màn hình khởi đầu ở đâu? Ở chính ta chính cái điểm mà chúng ta xuất phát, đúng không ạ? Thì chúng ta xuất phát thì ở đây. Ok, chỗ này hai màn hình đầu và kết thúc đều phải bằng nhau về kích thước, đúng không ạ? Mình chọn start ở đây, chúng ta chọn gần điểm tâm của nó nhé, điểm tâm của nó đấy đúng không ạ, ngay tâm của nó đấy. Và điểm kết thúc tức là cái điểm hành trình của chúng ta đến chỗ nào, đến Niger. Ok, ta sẽ đưa tấm của màn hình kết thúc đến đây. Ok, ấn kết thúc. Chúng ta xem nào. Ok chưa? Tiếp theo nhá, đến cái đoạn mà đến Niger này thì chúng ta sẽ cắt bản đồ đây. Chúng ta sẽ cắt ở đây để tạo một hiệu mới. Ok, tiếp tục chọn crop and zoom, chọn pan and zoom. Tại đây thì chúng ta sẽ đổi chỗ cho màn hình đầu và màn hình kết thúc. Lúc nãy
Tức là biến cái màn hình kết thúc của lúc nãy sẽ trở thành màn hình ban đầu của bây giờ, và đưa cái màn hình kết thúc lúc nãy trở về vị trí điểm cuối. Điểm cuối của chúng ta là đâu? Đây. Enter. Ok, bây giờ ta sẽ đưa đến đây. Ok, ok. Ta sẽ xem từ đầu. Ok chẳng, chúng ta có thể thấy được giống như chúng ta đang dùng máy quay để quay theo đường chạy của nó, đúng không ạ? Ok, như vậy là có cái hiệu ứng của hành trình đi rồi. Bây giờ mình sẽ muốn thêm một điểm, tạo điểm nhấn một chút về điểm đầu và điểm cuối. Thì ở điểm cuối thì chúng ta có ở entry này. Sau cái điểm đây thì mình muốn zoom nó lên, zoom to nó lên ở điểm cuối. Đấy. Thì chúng ta sẽ cắt ở đây và chúng ta sẽ chọn chuột phải, chọn crop and zoom. Ở đây thì chúng ta lại tiếp tục chuyển đổi cái màn hình kết thúc lại chuyển thành màn hình bắt đầu, đúng không ạ? Màn hình bắt đầu, ta bấm vào đây. Đấy. Và cái màn hình kết thúc thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại hơn một xíu và đưa nó vào đây, vẫn cái vị trí này, đúng không ạ? Để cho nó zoom ra, zoom đấy. Ok, chúng ta xem nhá. Ok chưa? Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tạo một điểm nhấn ở điểm bắt đầu đấy. Ok, chúng ta sẽ nhận được điểm bắt đầu ở đây. Thì chúng ta sẽ tương tự như vậy, chúng ta cắt một đoạn nhỏ ở đây trước khi nó chạy. Thì tương tự như vậy, chọn ở đây, chọn crop and zoom, chuột phải chọn crop and zoom. Bây giờ chúng ta sẽ đổi, đúng không ạ? Đổi cái màn hình này, màn hình start thành màn hình stop của cái đoạn 6, đúng không? Đấy. Và chúng ta sẽ cho cái màn hình start này nó phải to hơn thì nó mới phải zoom in vào được, to hơn một xíu. Đấy. Chúng ta sẽ đưa vào đây và vào đây. Đấy. Ok, rồi cho to một xíu thôi nhá. Ok, chúng ta sẽ kiểm tra. Đấy, các bạn có thể hiểu ứng zoom không? Vâng. Và như vậy chúng ta đã có cái hiệu ứng này rất là đẹp. Ok, bước tiếp theo là chúng ta sẽ chèn nhạc vào. Chèn nhạc vào thì chúng ta sẽ tùy các bạn bằng muốn chèn cái ca khúc nào nó phù hợp thì tùy. Mình nghe còn rất là nhiều cái âm thanh, hiệu ứng âm thanh ở đây mình đã import vào, các bạn có thể tải lên mạng nhé. Ví dụ mình thử này. Không phù hợp lắm. Ok, cái này có vẻ phù hợp, mình sẽ chọn cái này, mình sẽ kéo nó xuống đây. Ok, cắt xuống đây và nó cắt nó đây. Xóa bỏ đi. Ok, kéo này xuống đây. Chúng ta thử nghe nhé. Ok, bước tiếp theo là chúng ta sẽ chèn thêm một cái hiệu ứng như bản ban đầu mình xấu ấy, là cái hình nền mà có hình cái máy bay mơ mơ ấy. Thì chúng ta sẽ import cái hình ảnh cái máy bay vào. Hình ảnh máy bay này thì mình tải từ trên mạng thôi, các bạn có thể tìm rất là nhiều. Đấy, mình tìm được ở trên cái trang là pizzabay.com.
Pixabay. Okay, import vào đây. Kiểu nó mới đàn dài à. Ok, ta có thể là nó che phủ rồi, ta kéo che phủ hết đi. Kéo che phủ hết cả màn hình nhá. Sau đó anh chụp hình đúp vào đây, nhầm đúp vào hình máy bay này, layer máy bay này, ở thẻ composting này, composting đấy, chọn opacity, kéo xuống mở thôi. Ok chưa, mở thôi, khoảng 30% thôi nhá. Ok. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng để xuất nó xuất hiện ở ban đầu này. Transition chọn. Chúng ta chọn Dissolver này, hiệu ứng Dissolver này, sẽ bỏ vào đây. Ok chưa? Và cuối cùng thì chúng ta sẽ chọn cái chỗ này, ta bỏ vào đây để cho nó biến mất, hiệu ứng biến mất. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo được cái video hướng dẫn mà có cái đường line để chỉ dẫn cái lộ trình trên bản đồ, và chèn thêm cả cái các hiệu ứng rất là thú vị, có nên cả máy bay và nhạc chạy song song. Tiếp theo thì chúng ta import cái video này để ghép vào tất cả các cái video, bất cứ video nào bạn muốn. Next. Done. Ok. Ok, chúng ta sẽ xem thành quả. It's done. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn. Ok, mình đã hướng dẫn xong các bạn cách tạo hiệu ứng di chuyển trên bản đồ bằng phần mềm Filmora một cách chuyên nghiệp. Nếu như các bạn thấy hay thì bấm like và chia sẻ cho mình nha. Thank you for watching.